Real Madrid chốt giá khủng mua Mbappe. Theo nhà báo Lok của tờ Le Equip, Real Madrid đang chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ cho Mbappe. Tương lai của tiền đạo Kylian Mbappe tại PSG đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông trong suốt một tháng qua sau những phát biểu của ngôi sao này. PSG thậm chí đã gạch tên tuyển thủ Pháp khỏi kế hoạch mùa giải 2023-2024, đồng thời giao bán anh trên thị trường chuyển nhượng khi không chấp nhận được thái độ kinh kiệm của cầu thủ này. Tờ Daily Mirror khẳng định Paris Saint-Germain sẵn sàng cho phép Kylian Mbappe ra đi theo dạng cho mượn với một khoản phí đáng kể. Nhắc đến một số câu lạc bộ Premier League bao gồm Chelsea, Arsenal và bất chấp sự từ chối của Jurgen Klopp, Liverpool cũng có khả năng. Tuy vậy, dường như Kylian Mbappe chỉ hướng về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, nơi có thể cho danh hiệu cúp C1 trong tương lai gần. Theo nhà báo Loktanji của tờ lực Equip đưa tin, Real Madrid đang cân nhắc lời đề nghị khổng lồ trị giá 180 triệu euro cho tiền đạo Mbappe. Với hy vọng sớm có được sự phục vụ của Mbappe trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối tháng 8, theo tờ Le Parisien của Pháp, PSG đánh giá tình hình của Mbappe ở đối bóng hiện tại là không thể kéo dài, việc chia tay là tất yếu. Tuy nhiên, PSG chỉ còn hy vọng Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức vào thời hạn ngày 15 tháng 8 để thực hiện phi vụ chuyển nhượng. Tờ Le Parisien cho biết Real Madrid hiện vẫn im lặng vì họ lo ngại trường hợp từng xảy ra ở mùa hè năm 2021, khi từng đưa liên tiếp các lời đề nghị lên đến 200 triệu euro. Nhưng cuối cùng, Mbappe đã lựa chọn ở lại PSG. Do đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ trở lại thương vụ Mbappe khi có sự cam kết cụ thể, tờ Macan Tây Ban Nha cho biết.